Lại là Hoàng đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái áo cổ tròn phối ren, ren làm hoa. Cổ thì mình qua 10.5 xuống 14, tại vì cái chị này cũng là độ như tuổi trung niên rồi. Rồi ở dưới chân cổ thì mình qua 7, rồi mình nối cái đường lên 10.5 đó, mình móc cổ tròn. Rồi các bạn đánh cho nó tròn theo, bung ra làm sao mà nó không có bị nhọn cái góc chính giữa hoặc là nó hủng sâu xuống. Nó đều. Đó, cái cổ đó các bạn. Rồi để được như vậy thì mình cần xếp quải thun đen nằm ở phía dưới. Rồi chúng ta đặt cái đường xếp đôi của cái thân trước và cái xếp đôi của màu đen nó bằng nhau, nó trùng khớp với nhau. Và mình sang phấn ở trên cổ để bật lên cắt nó dễ hơn là cắt kèm theo giấy. Nó sẽ không có ôm cua tròn được. Rồi mình đo cái mí cổ đi đều vòng hết 7 cm, 7 cm đều lên cổ. Rồi cái mình đánh tròn đều hết rồi mình mới vét ở trên đô nhỏ lại một phần. Đó, như vậy là 7 phân đó các bạn. Ở trên đô thì mình đi gọn lại còn 6 phân hà, để nó cộm ra cái đường may của cái nhiều khi mình may cái tay á, nhầm rồi cái đô nhỏ nó đụng vô nó sẽ không hay. Rồi còn cái thân giấy á, thì mình xếp đôi vải rồi mình đặt lên. Thường á, thì mình vẽ bằng trên vải không à, tại đi giấy đụng cho các bạn dễ nhìn. Rồi cổ đồ theo cái thân bình thường giống như cái công thức đồ bộ của mình đó. Trên đô thì cũng tùy theo một phân, cổ dưới vùng nách thì cắt sát. Rồi hồi nãy vẽ cái thân mình quên vẽ cái bên nách, bây giờ mình bổ sung thêm. Rồi sang cái bên nách xuống. Và thường thì mình nếu như mình đi giấy như vậy thì mình xếp vải, các bạn mà có ấy vẽ gập đồ thì mình xếp cho bề mặt nó ra ngoài, cái khi mình sang bên cái nó nằm vô cái khoảng đường chính giữa luôn nè, nó sẽ khỏe hơn là mình sang 2-3 lớp. Rồi chân ngực, chân eo, chân mông. Rồi đi mình đồ cho nó phấn đỏ nó nổi lên cho dễ thấy. Xong rồi mình đáp cái miếng vải đen cho nó nằm ở dưới. Rồi mình đánh xung quanh cái vòng cổ 2.5 đều hết nha các bạn. Rồi chấm điểm phấn xong rồi mình nối nó lại với nhau cho nó thành một đường thẳng cho nó đều. Đều rồi xong rồi mình cắt, mình bỏ cái phần đó đi, mình bỏ 2.5 đó ra. Để làm cái điểm bắt đầu cái vòng cong ở trong cái thân sọc, nó từ 2.5 trở ngược vào cái thân áo, mình làm giới hạn ở đó. Thay vì mình móc những cái vòng cong trước thì nó sẽ khó may hơn. Để như vậy rồi cái mình
kết lại cho nó hai cái nó dính với nhau đi, xong rồi mình đi bóc sổ cái miếng vải đen đó, cái các bạn lật lại, các bạn đột chỉ thưa, đột chỉ thưa cái vòng bìa ở dưới cho nó cố định cái hai lớp đó đi, rồi mình mới cắt những cái ren mà ren bông mai của mình bình thường đó. Mấy cái loại này các bạn rất là dễ mua, chỉ có khác là mình chế lại một chút cho nó khác lạ thôi. Mình đặt lên cái vòng cổ làm sao mà cho nó khi mình viền cái đường mai á, thì nó nằm yếu phần nửa cái bông. Ở đây mình đặt lên là cái đầu bông, cái đầu của cái bông mai đó nó đưa lên tí xíu. Rồi hai cái cánh kia thì nó bằng mặt cổ. Rồi mình lấy một cái bông khi nãy đó mình làm trung tâm chính giữa cổ trước, rồi xong mình đột dài lên, đó mình điểm lên coi nó mấy bông, từ bỏ cái bông giữa ra thì lên 6 cái bông hoa nữa. Mình cắt thêm rồi ở trên đô ở bên đây xuống tầm cỡ 1/2 thì ở bên đây mình cũng làm y như vậy. Như vậy thì nó sẽ đều hết, từ mình đột từ giữa mình rủa lên trên đô, rồi xong rồi bên đây thì từ trên đô mình lấy xuống, mình lùa xuống, nó căn bản rồi, nó sẽ không có bị lệch, bị hư hay là tháo nửa đường. Đó, giờ mình danh bỏ mấy cái cánh dư ra cho nó bằng cái vòng cổ để mình viền nó sẽ mướt. Rồi mình tạo cái khoảng cách giữa những cái cánh hoa của mình đó, chia cho nó đều ra, để khi mình móc cái vòng cong làm sao mà cho nó đều, nó không có một khoảng bự dài quá, một khoảng thì nó ngắn quá. Mình điểm phấn xuống khoảng 2 ra khoảng 2 cm, để khi nó ấy nó sẽ dễ. Rồi cái từ cái đường cắt đó các bạn ấy làm dấu phấn xuống khoảng 8 ly, rồi mình móc điển hình chỉ hai bao vòng cho các bạn xem thôi. Rồi cái khoảng cách đó nó ngắn, mình độ chừng mình đột được đó, rồi xong rồi nó cố định cái đường đột chỉ thưa ở bên ngoài rồi đó, thì mình đột tới đâu thì mình rút kim tới đó. Đó, các bạn tự đánh cái vòng cong đó, mình cái khoảng đó thường thì của mình cách tới mỗi cái bông hoa đó cỡ chừng 4 phân chứ gì, cho nên đó là ở ngoài mình lạng vô 8 ly rồi mình đạo là mình lạng lên trên đó thì nó cũng dễ, nó không có đánh đổi mà phải méo mó hay là nó không đều. Đôi khi cái ghen này thì đa số mình để nguyên cái mình muốn nổi thì mình rọc cái vòng cổ xong cái mình bỏ khoảng 3 phân, cái mình đột cái bông nó chính giữa, nó nhìn nó cũng đẹp, mà cái này tại mình muốn cho nó lạ mắt nên là mình thiết kế cái kiểu này, mình chia sẻ cho các bạn xem. Nếu các bạn thích thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Những bạn mà chưa đăng ký á thì những bạn đăng ký rồi thì cho mình một like và comment cho mình biết, mình rất là cảm ơn nha các bạn nhiều.
những cái đường dẫn đó chúng ta đột thêm một đường chồng lên cho nó chắc nha các bạn. Rồi cái quay lại mình rút cái đường chỉ hồi nãy mình bỏ đi. Mình rút cái đường chỉ mình lột đột thưa mình lượt hồi nãy đó. Rồi bắt đầu lấy cái mũi kéo mình đánh theo cái đường dẫn đó. Chắc nó còn cỡ 1 ly, cách đường chỉ 1 ly. Sát quá thì nó dễ bị đứt cái cọng chỉ ra, còn xa quá thì nó cũng không có đẹp. Rồi coi như là cái phần kỹ thuật đã xong. Bây giờ thì mình gắp cái hai cái đô vào, ấp mặt thân trước và thân sau gắp hai cái đô. Xong mình dạch đường may ra, mình đạp dằn cái cổ phía sau. Bởi vì cổ phía trước thì mình đã đạp dằn ngang cái đường chung với cái ren hoa rồi, cho nên là mình khỏi dằn. Rồi bây giờ thì mình lấy cái cục 500 mình chặn ngang cái điểm đó và mình viền cái cổ. Thường thì mình viền cái cổng viền nó nằm trên, như vậy nó sẽ dễ. Các bạn đi ngay cái chỗ vòng cong của cái cổ thì các bạn căng ra hơi nhiều một tí. Còn hai bên vai thì mình đi bình thường thôi, nó hơi thôi. Chủ yếu là mình đột hai cái đường bìa khi mà mình phá cái đường nối vải viền lại đó. Rồi mình dạch ra mình nói đột ngang cái đường đó, rồi xong rồi các bạn đột cái đường bìa, cái dòng hai cái đường nẹp với cái thân cổ đó. Các bạn đột mà viền theo giống của mình thử xem. Khi mình ốp lại thì mình chỉ việc là như là nó vô khuôn sẵn hết rồi, chứ mình chỉ ốp cái cọng viền vào lo chỉ lái thôi, chứ không có cần phải mà lo gối gối lại hay là sợ nó bật chở ngược ra ngoài hết. Sợ nó bật mấy cái đường may mà hai lớp cổ đó. Này mình đã dằn hai đường ở cái đường bìa cho nên là đột cái viền cái cổ nó ốp dữ lắm. Rồi xong rồi cái phần viền cổ nó thành phẩm của mình đó các bạn. Có bạn thì nói mình nói cho dễ hiểu, chứ tiếng nói nó dễ nghe và dễ thương, mình cũng không biết làm sao nữa. Rồi, cảm ơn các bạn đã góp ý cho mình nha. Và video của mình đến đây đã hết rồi. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.